Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo. Kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo thân kính. Hôm nay trong buổi chia sẻ Phật pháp và cũng như hàng đêm thì chúng tôi cùng quý vị chúng ta sẽ tìm hiểu qua hai câu giảng rất quen thuộc mà đồng đạo chúng ta hàng ngày đều có nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, cũng như bản thân của chúng tôi cũng nhắc câu giảng rất nhiều. Đó là ước trăm họ nhà mình có cánh, đồng quay về cực lạc một đàn. Thì khi chúng ta đọc hai câu giảng này thì gần như đồng đạo không còn lạ. Đây là hai câu mà Đức Thầy sáng tác ở trong thánh phẩm Sa Đéc, mà Ngài viết vào đêm rằm tháng 4 năm Canh Thìn. Thì nguyên nhân Đức Thầy viết cái bài Sa Đéc này thì do một cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Khi lúc bây giờ thì người Pháp lưu cư Đức Thầy từ Tổ Đình vào ngày 12 tháng 4 năm Canh Thìn đi đến Châu Đốc. Thì ở đây 2 giờ đồng hồ, sau đó họ đưa Đức Thầy luôn xuống Sa Đéc. Thì khi đến đây thì có ông cò Ba Rin, thì ông không tin với lứa tuổi trẻ như Đức Thầy mà lại có một cái khả năng sáng tác sấm thi cũng như lập nên một cái mối đạo vang danh ở vùng Long Xuyên Châu Đốc lúc bây giờ. Cho nên lúc bây giờ thì họ buộc ông phải sáng tác một cái bài thi trước mặt họ cũng như các vị quần chúng. Thứ nhất là để coi xác định lại Đức Thầy chúng ta phải là một cái người hạ bút thần thơ đã đề khai như lời đồn cũng như hiện tại mà Đức Thầy sáng tác được các quyển giảng. Và bên cạnh đó thì họ cũng muốn tìm cách trong lúc rời xa khỏi quê hương thì chỉ cần Đức Thầy có cái gì đó thì họ sẽ, tức là có một cái điểm yếu nào đó thì họ sẽ dựa vào đó để giữ Đức Thầy chúng ta lại. Thì nhưng đối với Đức Thầy là một cái vị Phật rất là sành về tâm lý, cho nên thì Đức Thầy một mạch sáng tác xong cái bài Sa Đéc. Cho nên thì trong cái án văn này thì đồng đạo thấy rõ đó, cũng không có mang cái gì về chính trị, về thực sự, mà Đức Thầy chỉ nêu cao cái ý chí của một cái vị bậc giác ngộ để rồi lo cái việc giải đạo cứu đời. Cơn giông tố mịt mù bụi cát chẳng đau lòng của đấng từ bi. Và hơn thế nữa thì cái bài thi này có những cái triết lý rất là quan trọng trên con đường học Phật, cũng như Đức Thầy đưa ra các cái dự ngôn, các cái kết quả trong cái quá trình tu hành để đạt được kết quả. Và cái kết quả này ở nhiều chỗ, nhưng đặc biệt thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu được cái ráo, cái đốt ráo đó mà Thầy dạy là ước trong họ nhà mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàn. Thì gần như ước là một cái tư tưởng chung. Đức Thầy chúng ta cũng vậy, rồi tôi và quý vị cũng vậy, thì chúng ta đều ước. Ước là gì? Nếu mà chúng ta nói góc độ nào đó thì đây là định hướng quý vị. Định hướng, định hướng, có một định hướng. Giống một đoạn khác Thầy dạy là ở chỗ khác là ước mơ thế giới lân hòa hảo đó. Nhà Phật con tiên hé miệng cười. Và theo tôi nghĩ rằng cái ước của chúng sanh và ước của Đức Phật nó không đồng nhau. Ví dụ như hôm nay chúng ta có một ước mơ gì đó thì đa phần cái ước mơ của mình đó, nó rơi vào cái chỗ gọi là về bản ngã,
ước mơ để chúng ta lo cho vật chất, lo cho bản thân, cung phụng cho mình. Còn đặc biệt đối với thầy thì cái ước mơ đức thầy thì thầy không có lo cho mình mà thầy lo cho thiên hạ. Đúng như đoạn khác, ta chịu khổ khổ cho ba tánh, thì cũng trong cái bài này. Vì vậy cho nên cái điều ước mà của tôi và quý vị trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta ước có cái này, ước có cái kia, thì những cái ước đó thì đa phần chung quy lại thì để cung phụng cho mình, đúng không? Cung phụng cho danh, cho lợi, cho tình. Nhưng riêng về Đức Thầy thì cái ước Đức Thầy thì chúng ta thấy rõ, ước cho đại chúng không à. Ha, ước cho cả một thế giới này, cả cái quả địa cầu Nam Thiện Bộ Châu này, cả cái Diêm Phù Đề này được về với đạo, được về với hiền lành. Cho nên Đức Thầy mới khẳng định là biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào vòng hạnh phúc đó. Hoặc là biết làm sao lên lưng bạch hạc đai bay cả trời tỏ ý từ bi. Thì bao nhiêu chúng ta cũng thấy được cái lòng quảng ái của một vị hoặc Phật với một cái tình thương, gọi là tình thương nhân loại chúng sinh. Chẳng những loài người mà Đức Thầy còn có một tình thương nồng nàn trong cái bài tình yêu nhân loại chúng sinh của Đức Thầy. Yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh thì điều này chúng ta nằm lòng rồi. Như vậy thì để trình bày các câu hỏi này, các cái ý trong trong hai câu giảng này thì như tôi nói cái chữ ước thì chúng ta hiểu ngay ước. Tức là điều mơ ước, nhưng mà đồng đạo đừng nhầm tưởng nha. Điều mơ ước của mình nó khác, còn điều mơ ước của thầy ở một góc độ cao hơn, một góc độ khác hơn, đó là ước đó. Và Đức Thầy lại cho biết thêm là trăm họ. Thì cái từ trăm họ ở đây còn gọi là trăm họ, gọi là vạn dân, gọi là bá tánh. Hay. Cho nên từ trăm họ là một cái khái niệm, phải nói rõ là một cái từ chỉ chung. Chứ không phải trăm họ là trăm họ, 100 họ không phải. 100 họ là những cái thuật ngữ là chỉ cho bá tánh vạn dân đó, chỉ cho nhân loại đại đồng ở trên cõi đời này đó, đồng đạo, gọi là trăm họ. Và đặc biệt Đức Thầy ước muốn rằng tất cả mọi người đều nhẹ mình có cánh. Đó, cái yếu tố đặt ra đây là chỗ nhẹ mình và phải mọc đôi cánh. Như vậy thì giờ này chúng ta xét kỹ coi làm thế nào được nhẹ mình, và mình xét kỹ coi thế nào là nặng. Bởi vì đoạn khác thầy dạy trong bài thu đã cuối là siêu thăng nhã tách đường mây nè. Trước đó thầy dạy là Phật tiên thánh muôn loài vạn Phật cũng ở trong quả đất dựng gậy, là siêu thăng nhã tách đàng mây, trầm luân quang nghĩa càng gây thêm hoài. Như vậy thì Đức Thầy đã khẳng định rằng tất cả Phật tiên thánh thì đều do con người ở trong cõi đời này, phải nói rõ là tu tập đạt đạo mà đắc thành. Mà đại để như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là con người trong thế tục này, ngài cũng được sinh ra như bao nhiêu người khác, rồi có cha, có mẹ, có vợ, có con. Nhưng mà ngài thì phải nói rõ là một cái người gọi là nhẹ mình. Đối với ngài không còn nặng về danh lợi. Nếu mà Đức Phật còn nặng về danh lợi, còn nặng về uy quyền, còn nặng về phú quý thì làm sao mà ngài đắc đạo được? Cho nên Đức Thầy đã diễn luận rất rõ trong cái bài luận về việc tu hành rồi. Mình vàng thái tử ngôi còn bỏ, vóc ngọc đông cung tước phế liệt. Xem đó hỡi người mau lập chí tu hành, khá nhớ giữ cho nguyên. Hoặc là cái bài Thiên Lý Ca thầy cũng dạy là Thích Ca còn phế tước hàm, đài cao cửa rộng mà ham tu hành. Vì vậy cho nên hôm nay nếu như chúng ta nặng cái gì thì bị cái đó nó điếu cái, nó trì trở lại. Thí dụ bây giờ chúng ta nặng về tiền tài thì vì thế trong lòng mình nặng nề không? Khi mình ham muốn cái gì đó mà không thành thì lúc bây giờ trong lòng bức rứt, nó xuống xa muốn cho thành. Và khi cái đó nó thành rồi thì lúc bây giờ là chúng ta lại bo bo giữ thiển kiến, tức là lại bảo thủ, mình cũng nặng nề nữa. Phải không? Cho nên gần như chúng ta mến cái gì, ham cái gì, đắm cái gì đó thì chúng ta đều nặng. Mà phần nhiều trên cuộc sống con người, xã hội loài người thì đa phần người ta chỉ đầu tư vào cái thể xác, đầu tư vào thế giới vật chất. Cho nên vì đầu tư vào thế vật chất, đầu tư vào thể xác, cho nên lúc nào cũng nặng hết. Và từ ở chỗ hiện tại chúng ta nặng về tư tưởng, quá nhiều việc đi, không có tháo gỡ được. Cho nên chính vì nó nhiều việc quá không tháo gỡ được, do đó cho nên khi chúng ta chết đi thì mình cũng nặng nề, sanh vào cảnh giới nặng nề để chúng ta tiếp tục thọ vào các con đường khổ, để rồi phải luân chuyển báo đời, báo đền đời đời kiếp kiếp mà Đức Thầy đã dạy à, rất rõ nè, kinh Hồng Đạo. Như vậy thì cái quan trọng đặt ra đây qua câu giảng đầu tiên này thì chúng ta phải làm sao được nhẹ mình. Cái quan trọng đặt ra là phải nhẹ mình. Thì nếu nói nãy giờ chúng ta nói ở một cái chiều rộng,
Còn nếu nói về cái phạm vi lời Đức Thầy dạy thì tôi nhớ không lầm cái từ nhẹ mình này Đức Thầy viết chỉ có 3 lần thôi trong toàn bộ sấm thi. Cái lần trong cái bài mà chúng ta vừa nhắc nè, bài Sa Đéc nè là một. Hầu như là nhớ không lầm là bài này Thầy viết đầu tiên đồng nào à. Lần đầu tiên Thầy viết từ nhẹ mình trong bài này là lần đầu tiên. Lần thứ hai Thầy viết trong Quyển Khuyến Thiện đó, tức là lưới mê chẳng buộc, nhẹ mình tiêu dao. Đấy, thì nếu như người nào mà không còn mê đó thì người này sẽ nhẹ hơn, còn nếu mà chúng ta bị lưới mê nó buộc thì nặng lắm. Và lần thứ ba nữa Thầy viết từ nhẹ mình trong các cái câu chú thường niệm á, khi Đức Thầy ở nhà ông ký giỏi đó, thì lúc bây giờ Đức Thầy có dịch 24 câu chú thường niệm, thì đây là 24 câu chú của mật tông. Đức Thầy dựa vào cái chánh văn này Thầy mới dịch ra bằng Việt ngữ để cho chúng ta hiểu, thì đồng đạo nằm lòng rồi, đây là các cái câu chú thường niệm. Thì trong đó có một đoạn Thầy giải nghĩa rằng đó, tham lam sân nộ si tình, tức là khỏi điều tội lỗi, nhẹ mình cao bay. Đây thì đây là cái lần thứ ba Thầy viết. Như vậy thì chúng ta dựa vào ba cái lần Đức Thầy viết cái từ nhẹ mình thì có thể chúng ta nhắc qua, vậy là mình hiểu rồi đó. Cho nên giờ này thì không nói xa, chúng ta chỉ nói thực tế một chút. Thưa là Đức Thầy, bởi thường thường thì tôi trình bày, cách trình bày tôi rất là gọn, thì cũng không có dài dòng lắm. Trừ khi những cái diễn đàn mà các đồng đạo mời mình lên tôi về đó, thì do đồng đạo tổ chức cực khổ lắm, cho nên thì đôi khi chúng tôi cũng lạm dụng thời gian, có thể là trình bày dài một chút. Chứ thật chắc ra thì lúc bình thường thì trình bày gọn lắm. Quan trọng là chúng ta căn cứ lời Đức Thầy là cái chuẩn mực để chúng ta thực hiện thôi. Như vậy thì căn cứ theo ba cái chỗ mà Thầy viết nhẹ mình, như tôi vừa nhắc một chỗ này hai chỗ khác, thì cái thứ nhất là giờ này muốn nhẹ mình thì chúng ta đừng để lưới mê nó buộc. Khi một người không để lưới mê nó buộc thì người này sẽ nhẹ mình tiêu dao, tức là tiêu diêu đó. Mà muốn không cho lưới mê nó buộc thì hành giả cần phải có trí tuệ, tức là chúng ta phải 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 sáng suốt. Hôm nay chúng ta bị lưới mê buộc là rõ ràng tại mình tối, đúng không? Mà mình muốn đừng để lưới mê buộc, để chúng ta nhẹ mình, nó không có còn bị ràng buộc nữa, thì tôi tin chắc rằng là lúc bây giờ chúng ta sẽ sáng suốt. Tôi ví dụ như hôm nay chúng ta là cái người nghiện rượu thì rõ ràng mình nhẹ mình không được rồi, bị rượu nó buộc rồi, bởi chúng ta tâm tối nè, mình bị vô minh, mình không thấy được rõ con đường nè, cho nên lúc bây giờ mình mới bị nó, là phải nói rõ là nó gần như nó gạt mình, bị nó buộc mình, đúng không? Và nếu như cái người nào mà sáng suốt họ nhận định rằng rượu là nó có hại, họ nghỉ uống rượu, nhất là họ tu theo đạo Phật giáo hảo chúng ta, thì đấy là họ nó không bị buộc rồi. Rồi nếu như người nào mê cờ bạc, tại là tối tâm là bị nó buộc nè, nó không có nhẹ mình được, nặng nề, lúc nào cũng nghĩ đến cờ bạc. Nào chúng tôi thấy đánh cờ thôi, quý vị thấy thấy những cô bác mà mê đánh cờ tội nghiệp lắm. Đấy, gần như cái tâm trí lúc nào cũng quay vào đó hết, huống hồ chi những cô bác mà mê đánh bài thì chúng ta thấy rõ tội nghiệp lắm, nặng nề lắm, không có nhẹ được, lúc nào cũng nặng lắm, nặng về tiền tài, nặng về cái máu đỏ đen, muốn được ăn không à, thua thì muốn gỡ, nó đủ thứ việc hết. Vì vậy cho nên hôm nay nếu muốn không buộc thì chúng ta mới có một trí sáng, có nhận định thì có công phu ấy. Nó có nhiều vấn đề lắm đồng đạo à, tôi chỉ đưa ra một số cái nét thôi. Tôi nói nọ mà hút thuốc lá thôi chúng ta thấy bị nó buộc lắm, phải không? Tới là sau ăn cơm phải có điếu thuốc à, uống ly cà phê có điếu thuốc à, vân vân, thì đấy là rõ ràng chúng ta bị nó buộc rồi. Vì vậy cho nên hôm nay muốn được nhà mình thì yếu tố đầu tiên muốn nói ở đây là mỗi đồng đạo chúng ta đừng bị nó buộc, mình phải gỡ gỡ hết. Hôm nay chúng ta tu là làm sao phải siêu thăng và tách đường mây, như chúng ta nói hồi nãy, tu là gỡ rút, mình đừng có buộc rút. Bởi vì hôm nay muốn giải thoát được toàn phần thì giờ này chúng ta phải giải thoát từng phần. Như vậy thì chúng ta vừa tu, chúng ta vừa trau sửa thân tâm, và bên cạnh đó thì chúng ta phải loại bỏ gọi là những thói hư tật xấu trong chừa, sao sẽ thấy người xưa tuồn tận mặt. Cũng chính vì thư tật xấu mà nó buộc mình đồng đạo, nó lôi kéo những cái đó là lưới mê đó, phải nói gọn. Cho nên hôm nay chúng ta tu cái quan trọng nhất là mình phải biết được cái thói hư tật xấu của mình, biết để chúng ta răng chừa, biết để chúng ta không phạm. Thì khi mình bỏ hết thói hư tật xấu của mình lúc giờ chúng ta nhẹ đó, cái này còn gọi là lương tâm. Nếu chúng ta nói về khái niệm đời thường trong cuộc sống, một khi đồng đạo làm cái điều gì đó mà bất lành đó,
Thì xin thưa rằng gần như là trong lòng của mình nó xuống xa lắm, nó xuống sang lắm, nó bất an lắm, nó bức rứt lắm, giống như mình đang nợ người ta cái gì đó, giống như mình bị trói buộc gì đó. Mà một khi mình làm một cái điều lành rồi, một điều thiện rồi, mình thấy con người mình an lạc lắm. Cho nên sống làm sao mà chúng ta sống đúng theo cái lương tâm đạo đức con người mình là tôi thấy là ok, rất là đáng, phải nói rất là tuyệt rồi. Mình không có còn bị ô nhiễm nữa, mình cũng không có còn bị lương tâm cắn rứt, thì lúc bây giờ chúng ta nhà mình ấy vì vậy. Cho nên ở chỗ này cái yếu tố đầu tiên muốn nói đây đó, mình muốn đạt ở cái chỗ nhà mình thì chúng ta phải có trí tuệ, chúng ta phải làm sao mình nhận định được cái cuộc đời là không thật, mình nhận định được của cải gia tài như đám phù dân trước gió nước bọt mây bèo mình mới nhẹ được. Rồi đồng thời chúng ta phải nghĩ được rằng như là Đức Thầy dạy, tức là những cái sanh cái bệnh cái lão cái tử được đặt lên cuộc đời của người này rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa, nghĩa là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai. Như vậy chúng ta mới nhẹ mình được. Còn nếu như mình đặt nặng cái thân này, nó thật thân của mình, tiền của này nó thật là của mình, thì lúc bây giờ phải nói rõ là chúng ta bị nó buộc. Này là vợ của mình, thiệt của mình, con là thiệt của mình, cái gì cũng thiệt mình hết, thì mình đâu có nhẹ mình được. Cho nên khi mà chúng ta nhận định được cõi đời là nó không thật, nó tạm giả, giống như thầy dạy là thế trần tạm giả gạt đời ta, lướt khỏi sông mê khỏi ai hà. Khi mình nhận định được thế trần này là giả tạm thì nó không gạt mình, phải không? Còn nếu như mình còn luyến ái, còn tham đắm vào cõi trần này thì bị nó gạt mình, nó nặng nề lắm. Cái tính thưa đồng đạo, khi mà chúng ta bàn điều đó rồi, mình mới cảm nhận được rằng cái sự tham đắm con người làm chúng ta nặng lắm. Cho nên hôm nay muốn nhẹ mình thì mình phải bỏ bớt, đừng để lưu mê nó buộc, phải có trí tuệ, có nhận định. Tôi ví dụ như một cái người mà không học Phật, chưa có đột phá được chân lý, thì họ kẹt qua họ chấp cái này, kẹt lại họ bị cái này buộc, kẹt lại bị cái kia buộc, chấp nhất cái lắm. Điều này mình thấy rất rõ mà. Thì những con người này chúng ta thấy phải nói rõ là mình thương họ lắm, bởi vì họ tối, họ chưa có trí tuệ, họ đang bị buộc, đang bị cái vòng vô minh nó buộc, đang bị danh lợi tình nó trói, thì làm sao thoát ra được? Càng ngày càng nặng à. Mà nếu như tu mà càng ngày càng nặng làm sao được? Trong khi đó thầy đặt ra một điều kiện chúng ta tại chỗ này, thầy ước tất cả trăm họ bá tánh vạn dân phải được nhẹ mình, bởi vì nhẹ mình mới cao được ấy. Cho nên chính vì đó, cho nên ở đây muốn nói cái thứ nhất là chúng ta không nhận định theo lời thầy như tôi vừa nhắc, đó là nhẹ mình đó. Rồi cái chỗ nhẹ mình thứ hai thầy dạy nó thực tế hơn: tham lam sân nộ si tình khỏi điều tội lỗi, nhẹ mình cao bay. Như vậy thì đến cái thứ hai này, cái quan trọng đức thầy cho biết là ở chỗ tham sân si. Đúng là tham lam sân nộ si tình là tham sân si. Cũng chính vì tham sân si này nó xúi dục chúng ta làm cái điều tội lỗi, đúng không? Cái gốc tham sân si là tam độc chướng mà. Nó độc lắm. Nó là ma, nó là bệnh, nó là độc. Trong Pháp Bổ Đàng Kinh Đức Lục Tổ đã dạy rồi: tà kiến tam độc thật ma dương, lúc tà mê ma tại thân nương, khi chánh kiến Phật thường tại thể. Thì rõ ràng tam độc chướng là ma, còn gì nữa. Mà hôm nay Đức Thầy đã dạy là ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì hãy dẹp cái tình ích kỷ, mau trở lại, đừng theo tà quỷ, tham sân si cứ chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ. Thì rõ ràng ở chỗ này giống như trong bài chú thường niệm mà Đức Thầy đã dạy đây, tức là sân nô, tức là tham lam sân nộ si tình. Làm sao mà chúng ta hàng phục được điều này, đừng cho nó tạo điều tội lỗi, đừng cho ba con ma này nó tác oai tác quái không làm điều tội lỗi, lúc bây giờ mới nhẹ mình được. Còn nếu như giờ này chúng ta bị ô nhiễm và bởi nó thì xin thưa chúng ta nặng lắm, nặng nề, quý vị, rất là nặng nề. Cho nên một cái mẫu chuyện bên Phật giáo có kể một chuyện mà chúng tôi thấy hết sức là hay. Có một cái vị, phải nói rõ là một vị phú hộ, vị này rất là giàu có, không thiếu thốn gì cả. Nhưng mà gần như thì ông trong lòng ông là một cái khối tư tưởng nặng nề, bởi vì cả đời đeo theo danh lợi, gần như là cái phiền não nặng nề không thoát ra được. Tuổi cũng cao rồi nhưng mà khổ lắm, bị tư tưởng nó chồng chất, rồi nào là danh lợi, nào là điền viên, nào là tiền bạc, nào là cửa tiệm, vân vân, là ông khổ lắm.
không bao giờ tâm được an lạc. Nó giống như trường hợp bị nặng không có nhà mình, thì ổng nghe trong xóm nói rằng ở trên núi có một cái vị thiền sư giảng đạo rất là hay. Cho nên một bữa nọ thì ông mới đến gặp thiền sư, ông mới kể cái hoàn cảnh vậy đó. À, gần như là phải nói rõ là ông nói là vì danh lợi đeo đuổi cả đời mà giờ nó khổ quá nè, cái gì cũng có đủ hết á, mà chỉ có một cái không đủ là không không an lạc thôi, thiếu an lạc. Thì vị thiền sư cười thường nay, thôi ta hiểu rồi, thôi ông đi về đi, sáng mai á ông đừng ăn uống gì cả, sáng sớm ông lên đây em gặp ta thì ta sẽ dạy cho ông phá trừ cái tức là cái tâm phiền não nặng nề của ông. Thì ông nghe liền vậy ông mừng lắm, xuống núi lẹ làng và sáng ngày sau thì mang cái bụng đói đi lên núi gặp thiền sư. Thì lúc bây giờ từ dưới nhà mà lọ lên trên đó thì cũng khoảng tầm mặt trời cũng hơi dựng dựng, hơi cao cao, tầm khoảng 7-8 giờ sáng đi, chúng ta đã hình vậy. Thì lúc bây giờ vừa gặp thiền sư thì thiền sư nói chắc sáng giờ không ăn ăn cái gì, ông lên tới đây chắc cũng đói ha. Ông nói dạ thưa ngài đúng rồi, tại ở dưới thì sáng ngày nào cũng quen ăn sáng hết trơn á, bữa nay thì nghe lời thiền sư tôi không ăn uống gì cả, lên đây gặp ngài. Ông nói gì muốn ăn không? Thì vị này nó dạ muốn á, cũng đói rồi. Vậy thiền sư nói thôi vậy thì bây giờ ông đi theo ta cho ông ăn. Ông lấy cái bao đó, thì thiền sư đưa tay chỉ thì bên cái trái nhà có mấy cái bao, ông theo ta một đoạn nữa rồi đến đó thì ông hái táo, thì nhưng mà ta dặn ông hái được bao nhiêu thì ông ăn hết bấy nhiêu nha. Thì lúc bây giờ chuyện này quá đơn giản rồi, thì ông đi theo thiền sư dắt ông lên núi, đi đến một cái vườn, thì từ ở chỗ đó lên cái vườn hơi xa xa nó càng đói hơn nữa. Cho nên khi đến đó thì gặp táo chín đỏ hết trơn. Táo đây là tức là mình nôm na thì mình gọi là trái bơm đồng đó, trái bơm tròn tròn vậy nè. Mà trái bơm ở châu Âu người ta gọi là trái táo, mình đây gọi là trái bơm, quả bơm đó, nó cũng rất là ngon. Thì với một cái bụng đói dự định là hái là ăn, nhưng vị thiền sư cản nó không, ông cứ hái đi rồi trở về dưới ở dưới cái chỗ ta ở hay dùng, mà ông nhớ là ông hái bao nhiêu dùng bao nhiêu nha. Thì ông nói gọn vậy thôi, thì ông này ông hái đói bụng quá à quý vị, nó gọi là đói mắt đó, cho nên lúc đầu hái vài trái thôi, đói quá hái 2-3 trái bị sẵn cái bao có trong tay nè, hái hái một lát thì khệ nệ nguyên một bao. Thì khi khệ nệ một bao đem xuống rồi thì thiền sư hỏi ông mệt không, ông nói dạ thưa ngài mệt. Thì thiền sư nói thôi bây giờ đến lượt ông ăn đó, ông cứ ăn đi. Thì khi mà nói ăn đó là lúc đó trong mừng bụng nó mừng quá đói rồi, quá đói rồi, chưa đâu mặt trời gần là phải nói rõ là lên tới đỉnh đầu, nhưng đồng đạo biết là đói ăn nó có bao nhiêu. Thì ăn trái đầu thì ngon lắm, ăn trái thứ hai là nó hết ngon rồi, ăn trái thứ ba hết nổi rồi, cho lúc bây giờ là không ăn nữa. Thì thiền sư nói tại sao mà gần như là ông giao kèo với ta, ông bẻ hết bao nhiêu ăn bao nhiêu, hái bao nhiêu ăn bao nhiêu, sao không có ba trái ngưng à. Thì ông nói dạ thưa ngài tôi thua rồi, tôi thua rồi, ăn nhiêu no rồi. Thì lúc bây giờ vị thiền sư mới nói à đúng vậy đó ông ạ, trong cái cuộc sống con người mình muốn bao gồm hết thiên hạ, muốn làm đủ thứ hết như cái tâm ông hồi nãy vậy đó, nhưng mà chung quy lại thì chỉ cần ba trái táo là ông no rồi. Phải chi hồi nãy ông lên ông hái ba trái táo xuống ông ăn thì ngon lành đâu cực khổ không vậy. Thì giàu rằng một ý như vậy, nhưng mà vị thì vị cái vị phú hộ này ngộ được vấn đề gì, mình làm lụng cả đời nhưng mà quy cho cùng mình ăn uống có bao nhiêu cái gì, rõ ràng mình chỉ lo cho cái quyển giả không mà đồng đạo ạ. Bởi vì lòng tham con người chỗ này nè, mà thầy dạy là lòng tham không đáy nè, biết sao đầy được túi tham, không ngăn không đáy, càng làm không kiêng. Cho nên cũng có nhiều vị mà than với tôi đó, ham cái nhà lắm chú Tâm ơi, cất cái nhà 2-3 tầng vậy đó, 2 vợ chồng chắc mót làm cả đời được có vài tỷ, cắt cái nhà cực khổ mấy mươi năm. Nhưng mà khi cắt cái nhà rồi nội mà đi lau quét cái nhà là mệt rồi, mất mướn thêm cái người ăn cái ở để lau quét, tức là mướn ô sin. Nhưng mà 2 vợ chồng nghĩ lại rồi cuối cùng cắt cái nhà lớn vậy, 2 chồng ở một căn phòng khoảng vài chục mét vuông, nhưng mà tối ngủ rồi chỉ ngủ lên cái giường khoảng vài mét vuông thôi. Phải biết vậy cắt cái nhà cỡ bự bự căn phòng được rồi, đủ ở rồi, đúng không ông Đốc? Nhưng mà vì cái lòng tham con người chúng ta ham quá nhiều. Thí dụ bây giờ tôi giả sử như cái chuyện làm hàng ngày, một người mình ăn một ngày nhiêu, nếu mình tính ra tiền vài chục ngàn thì chúng ta đủ rồi, nhưng mà không bao giờ chúng ta chịu làm một ngày vài chục ngàn đâu.
một ngày phải vài triệu, vài chục triệu, vài trăm triệu, tùy theo mỗi cái việc làm của mỗi người. Quy cho cùng rồi thì chúng ta làm cho quá, cuối cùng chỉ khổ cho mình thôi, có đem được gì đâu. Cho nên cái cuộc sống hàng ngày quý vị biết rằng mình đổ cái công sức đầu tư vào cái giả tạm nó quá nhiều quý vị, chứ chúng ta ít có chịu đầu tư về công đức lắm. Cũng như mẫu chuyện vị thiền sư mà nhắc nhở một cách khéo léo cho một cái vị giàu có lúc bấy giờ. Cho nên trong cuộc sống con người chúng ta chỉ cần chúng ta biết đủ là mình nhé. Cũng chính vì mình nặng nề với danh với lợi cho nên lúc bây giờ nó làm cho mình phiền tối, rất là khổ sở. Kính thưa đồng đạo, cho nên ngay giờ này khi mỗi đồng đạo chúng ta muốn nhẹ mình thì mình phải bỏ tánh tham. Mà Đức Thầy dạy là thà nghèo thanh hơn giàu mà trược, lo vun trồng cõi phúc về sau. Hay hoặc là tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ vật ở trần như bọt nước làn mây, thân ta còn rày đó mai đây, của ấy cũng khi tan khi hiệp. Nếu mình nhận định được điều đó, mình quán sát điều đó như chúng tôi vừa trình bày thì chúng ta nhẹ đó, rất là nhẹ, gọi là nhẹ phao luôn á, tối ngủ rất là ngon. Tôi cũng vậy mà, đêm nào mà tôi mệt mệt như biết đó, tôi không nghĩ gì nhiều, vô đồng niệm Phật ngủ ngon lắm. Còn nếu như chúng ta suy nghĩ nhiều thứ quá, nó nặng nề lắm, rất là khổ tâm của chúng ta ấy. Cho nên cái này là một vấn đề đầu tiên nè, mình phải làm sao mà mình biết đủ để chúng ta diệt trừ cái lòng tham. Thì khi mình biết đủ, mình không còn tham muốn nữa, mình nhận định được cuộc đời là vô thường, là tạm giả, như Đức Thầy đã dạy là công danh phú quý chung quần mộng, gẫm cuộc thế chẳng qua tuồng mộng ảo chứ. Cuộc tri quang thường giết khách tài hoa, nghe chuông linh sớm dứt bể ái hà, kẻ vật dục cuốn lo vào bể khổ. Thì nếu biết được điều đó rồi chúng ta nhẹ mình. Rồi cái thứ hai nữa ở chỗ này, ngoài tham lam đó Đức Thầy còn dạy là sân nổ. Cũng chính vì cái tánh nóng mà làm chúng ta nặng, đúng không đồng đạo? Tôi ví dụ như cái sự kiện người đó đem đến cái cho mình một cái điều bất kịch ý, cái điều đau khổ, hoặc giả là vợ con của mình nó làm mình bất kịch ý, mình thấy sao, nặng hay nhẹ? Nặng chứ lắm. Khi mà cái ngọn lửa hỏa diễm sơn nơi lòng chúng ta mà nó phực cháy đó, lúc bây giờ mình nặng nề lắm, mình phiền não lắm, mình bức rứt lắm, mà gần như trốn chạy không khỏi, mới lúc bây giờ nó đã cháy rồi. Cho nên cái nặng đó nó còn ở một chỗ đó nha, mà nếu mà nó cháy lộ ra ngoài rồi chúng ta bằng hành động, bằng một lời nói sân nộ, thì đồng đạo biết rằng nó còn phiền phức, còn nặng nề biết bao nhiêu mà nói. Mà trong cuộc sống thực tế cũng vậy, cũng chính vì cái tánh nóng nảy này nè mà phải nói rõ làm con người biết bao nhiêu điều khổ. Cái gì giận mắt khôn cơn giận làm cho con người phải nói là cuồng trí, mất hết sự tự chủ, mà thầy đã giải rồi. Thì rõ ràng chúng ta thấy nặng đâu nhẹ mình được. Cho nên một cái người mà muốn thật sự là nhẹ mình thì vị này phải không còn sân nộ, vị này phải không còn tánh nóng, phải nói là mát, cũng như là dùng cái nước cam lồ mà rưới tắt lửa trận hai, thì chúng ta phải mát, chúng ta phải khoan dung, chúng ta phải nhẫn nhục, chúng ta phải có một cái tánh từ bi, thì có như vậy thì chúng ta mới mát được, phải không đồng đạo? Cho nên nếu như mình còn nóng nảy vậy thì chúng ta chưa nhẹ mình, càng nóng là càng nặng, nặng càng nhiều nữa đồng đạo à. Lúc bình thường chưa nóng nó nặng ít nha, mà khi mà chúng ta nóng nhiều rồi thì lúc bây giờ nó nặng nề lắm. Bởi vì cái tính chất của sân nộ thì đồng đạo biết rồi, chúng tôi cũng thường nói ở các chuyên đề khác, nó không ngoài là sân phẫn hận hờn, phải không đạo? Tức là những cái điều này gần như nó nặng, mà ví dụ gặp lửa sân lửa phẫn thì nó còn đỡ, tức là gặp lửa rơm lửa củi còn đỡ, mà bước đến hận và hờn rồi nó nặng như búa tạ đó. Giống như mà những cái chuyện mà chúng ta thấy ở ngoài đời, ta nói tôi thù anh 10 năm, hận anh 10 năm, 20 năm, thì chúng ta thấy là trong thời gian đó là gần như là mình đang bị nặng nề không nhẹ được. Mà nếu chúng ta trút bỏ cái nặng đó xuống thì mình thấy nhẹ, mình cao bay thôi đồng đạo, gọn thôi. Bởi vì chỉ cần chúng ta nhận định đúng, thực hiện đúng là Đức Thầy, chúng ta dứt khoát không để cái quả diệm sơn nó tắt, nó cháy, mà chúng ta phải mượn cho được cái quạt ba tiêu của bà Thiết Phiến công chúa, nói về sự, nói về lý, thì chúng ta phải cần ba phương pháp, tức là phải khoan dung, phải nhẫn nhục, phải tập cho mình có tánh từ bi, thì lúc bây giờ mình mới quạt tắt cái quả diệm sơn được. Và khi chúng ta có được ba tánh này rồi thì tôi tin chắc rằng lúc bây giờ chúng ta thật sự nhà mình, sẽ khiêu nhà mình. Rồi cái thứ ba nữa là suy tịnh, tức là mê si. Bởi vì văn chương thầy dùng từ suy tịnh, đó là mê si, tức là màn vô minh che mờ căn trí nữa.
Hay hoặc là Đức Thầy cho biết rằng là lo quyển thân vật chất kém hơn chẳng tìm kiếm tinh thần đạo đức. Như vậy thì mê si là gốc, nó cũng như cục đá vậy đồng đạo. Ai mà còn tối tâm giống như chúng ta đang bị neo đá vậy, nó nặng vậy đồng đạo, mà nó là gốc. Cũng chính vì sự tâm tối này cho nên chúng ta mới nóng giận nè. Cũng chính vì sự tâm tối này cho nên chúng ta mới còn tham đắm, còn ham muốn. Chứ nếu như mà chúng ta không còn tâm tối nữa thì tôi tin chắc là mình không ham muốn đâu. Bởi vì khi mình không tâm tối nữa thì mình biết cuộc đời là giả tạm rồi. Biết được thế gian là của năm nhà phải của mình đâu. Biết được là mình sống đây là phải nói là sống trong cõi tạm mà. Đang vay mượn mà, là phương tiện mà, thì đâu có ham muốn đúng không? Và hơn thế nữa thì ngoài vấn đề đó ra thì cũng chính vì cái si nè. Nói cho đủ là mê si nè. Nói cách khác là vô minh nè, thì cũng chính cái điều này mà làm chúng ta khổ quá. Nặng nề quá đúng đạo, đúng không đồng đạo, quá nặng nề. Cho nên hôm nay Đức Thầy mới dạy chúng ta là tham lam sân nộ si tình, khỏi điều tội lỗi nhà mình cao bay. Dứt phát chúng ta không làm các cái điều tội này. Trong lòng chúng ta không có ma. Trong lòng chúng ta hết bệnh. Trong lòng chúng ta phải hoàn toàn không còn phiền não. Thì lúc bây giờ mình cao ba chứ còn gì nữa. Nhà mình. Cho nên ở đây qua khái niệm nhà mình là chúng tôi chỉ nói gọn vậy thôi. Chỉ dựa vào hai chỗ thầy viết trong khuyến thiện và trong cái các câu chú thường niệm để chúng ta bàn thôi. Cho thật chắc ra hai cái từ nhà mình này chúng ta nói một ngày chưa xong quá vậy. Có nhiều chuyện để nói lắm. Tuy nhiên ở đây chúng tôi muốn bàn các vấn đề này để chúng ta thấy rõ các yếu tố gọn vậy được rồi. Nhà mình cao ba gì được rồi. Hết đồng đạo. Và cái tiếp theo nữa ở câu đầu tiên này đó, Đức Thầy lại dùng cái từ có cánh. Ước trăm họ nhà mình có cánh. Có nghĩa là làm sao chúng ta một cánh. Mà ở đây mà chúng ta muốn bay phải có hai cánh. Một cánh bay không xa. Giống như con chim vậy. Nó muốn mà đi xa từ nơi này đến nơi khác. Di chuyển từ nơi này đến nơi khác nó phải có hai cái cánh. Nếu một cánh nó bay không được cái gì ạ. Như vậy thì Đức Thầy dụng sự đạt lý ngoài cái việc nhẹ mình hồi nãy đó. Ở thế gian, cái đó là cái không ô nhiễm phải không? Cái này cái không ô nhiễm đúng không? Nhưng mà bên cạnh cái không ô nhiễm đó ra chưa đủ, nó mới một nửa. Một nửa còn lại chúng ta phải mọc cánh. Tức là chúng ta phải hành trì cái phương pháp tu hành. Như vậy thì hai cánh này, đôi cánh này, ước trong họ như mình có cánh. Tức là có được đôi cánh này thì nó có nhiều cái để chúng ta bàn. Ngoài hai pháp môn đặc thù trong lý nhà Phật, hai pháp môn đó Đức Thầy nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, đó không ngoài là phước huệ, song tu, đồng đăng, biển ngạn. Thì làm sao mỗi chúng ta phải mọc ra được, một bên là phước, một bên là huệ. Hai đôi cánh này, hai cái cánh này nó gắn liền vào một cái thân hình của mình. Thì chúng ta là một con đại bàng, có một đôi cánh để chúng ta bay về cực lạc một đàng. Còn nếu như giờ này trong đường tu mình mà mình làm sao mà không mọc ra cánh nào hết thì chúng ta bay không được. Kính thưa đồng đạo. Cho nên trong kinh mới có câu rằng đó. Phước đa, huệ thiểu, bất ly vô minh. Phước thiểu, huệ đa, tăng trưởng tà kiến. Vì vậy mới kết lại là phước huệ song tu, đồng đăng biển ngạn. Nếu như mà phước nhiều mà huệ ít đó thì không thể nào diệt trừ được vô minh. Bởi vì muốn diệt trừ vô minh phải có trí tuệ. Và bằng như ngược lại mà con người mà có huệ nhiều mà không làm phước đó, thì con người này thường sanh tà kiến. Tức là thấy con bên nè, thấy theo cái thế trí biện thông không có được cái phước, không đạt kết quả. Vì vậy Đức Phật đúc kết lại hai điều này, giữa phước và huệ đi đôi với nhau, thì tôi tin chắc rằng chúng ta mới bay về một đàng. Cho nên hôm nay muốn chấp cánh thì yếu tố đầu tiên thì chúng ta phải làm từ thiện. Chúng ta phải làm phước. Kính thưa đồng đạo, chúng ta bố thí giúp đời. Nếu nói về từ thiện, nếu nói về làm phước, về bố thí thì chúng ta thấy rõ đây là các yếu tố căn bản đây. Nó nằm một trong ba cái điều tất yếu của đạo chúng ta. Điều tất yếu là gì? Thì xin thưa là Đức Thầy dạy có nhiều điều, nhưng mà tôi dùng điều tất yếu là gì? Có ba điều. Một là sự đầu tiên. Hai điều cần yếu. Ba là cần nhất ở chỗ. Thì đây là ba điều tất yếu nè. Nó quan trọng lắm. Như vậy thì ở cái chỗ cái cánh đầu tiên này, một bên này, thì có thể chúng ta hiểu đây là phước. Mà Đức Thầy đã dạy là điều cần yếu là phải làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả các điều độc ác, quyết rửa tâm lòng trong sạch. Thì đây là cái cánh thứ nhất. Mình làm hết việc từ thiện đồng đạo. Cho nên hôm nay tu đạo Phật giáo hòa hảo thì đồng đạo chúng ta phải làm phước. Nếu như hôm nay chúng ta không làm phước, không có được phước,
thì không bao giờ chúng ta đạt được kết quả trong đời tu của mình đâu. Bởi vì phước là phương tiện, là thuyền bè để giúp cho chúng ta đồng đăng biển ngạn. Còn nếu như giờ này mà mình không có phước được mà mình muốn về cõi Phật thì xin thưa là khó. Đây cũng là một cái trình tự mà Đức Thầy dạy là thân cấu trần, là chúng ta phải làm phước. Và hơn thế nữa, Đức Thầy đã đặt để cái cuộc đời hành đạo của mình rằng rất rõ ràng rồi, qua một đoạn mà Đức Thầy đã trả lời cho Hồn Nguyên. Cái hành đạo đúng theo ý tưởng xác thực của nó là làm thế nào để phát hiện được những đức tánh cao cả và thực hành trên thiệt tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phúc lợi cho toàn thể chúng sanh, thì đó là sự thỏa mãn trong đời hành đạo của mình. Cho nên vấn đề này là không thể thiếu. Cho nên hôm nay chúng tôi cũng thường nói hoài, chúng ta muốn đi xa hơn khỏi kiếp con người mình để đi về với Phật, thì vấn đề làm phước chúng ta chia sẻ, san sẻ cho người khác, mình phải nghĩ cái nỗi đau của thiên hạ là nỗi đau của mình, phải nhìn thấy cái sự thiếu thốn của mọi người là cái sự thiếu thốn của mình, thì điều đó chúng ta mới rộng đường để đi, kính thưa đồng đạo. Và hơn thế nữa, hôm nay khi chúng ta làm phước, mình được rất là nhiều vấn đề. Vừa chúng ta có phước đúng không, vừa chấp cánh, mà vấn đề tiếp theo nữa thì chúng ta còn diệt được cái tánh ham muốn của mình hồi nãy. Bởi vì thầy dạy là muốn trừ tham phải liệu cách nào, phải bố thí việc lòng ích kỷ nè. Cho nên hôm nay khi chúng ta làm cái công tác thiện nguyện, khi chúng ta bố thí giúp đời, tế độ dân nghèo trong lúc túng, giúp giùm kẻ khó bữa vừa qua, hay hoặc là nếu đã xả thân tầm đạo đức, mở lòng bố thí ngộ thần ca, thì đây là một vấn đề mà chúng ta được nhiều cái lợi. Mình bố thí cái thứ nhất là về tâm lý là chúng ta không còn ích kỷ. Cái thứ hai mình bố thí đó thể hiện được cái tâm Phật, mình san sẻ những cái cho người đang thiếu thốn. Đúng theo cái tinh thần bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam, chúng ta là lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng gói khi no. Hôm nay chúng ta làm công tác từ thiện, mình cũng làm vang danh được dòng họ của mình theo một cái tinh thần chung ha. Tôi nói chữ chung là gì biết, là theo tinh thần chung ái quốc, trong cái tinh thần phải nói rõ là yêu mọi người, yêu nước, yêu dân tộc, bản sắc văn hóa. Cho nên chúng ta làm phước nó vừa có lợi cho mình và nó vừa có lợi cho người. Có nghĩa là chúng ta vừa giúp đời, vừa đền trả ơn đồng bào nhân loại, ơn đất nước luôn. Rồi chúng ta vừa có phước đức thì nó không hết. Thì đó là cánh đầu tiên đó. Cho nên giờ này đồng đạo chúng ta muốn về có Phật, thì đây là một cánh đầu tiên. Chúng ta cần phải làm phước, cần phải có phước. Khi mà có phước rồi thì chúng ta mới nhẹ mình được, mới bay được. Còn bây giờ này mà chúng ta không có phước rồi, đồng đạo thấy khó dữ. Cho nên phước theo tôi nghĩ là một nền tảng không thể thiếu đồng đạo. Cuộc đời của mình mà nếu người nào mà có hữu phước vì thế đó, thì khi sinh ra là sao? Thông minh, sáng suốt, học nhớ nhiều, giàu có, cuộc đời hạnh phúc, không có bị sống hoàn cảnh cơ nhỡ. Còn thường thường những cái người mà sinh ra đần độn, nghèo khó, phải nói rõ là lam lụng mà không đủ ăn đủ mặc, thì những người này hơi kém phước. Mà nếu như chúng ta kém phước mình rất là khó tu. Thấy như vậy chứ phước là căn bản à. Nếu chúng ta kém phước là khó tu lắm. Tôi nói nội mà tứ chi của mình thôi, lục căn lục trần thôi, phải không? Mà cái tố này mà chúng ta mất một món vì thế nó rất là khổ, rất là khó đó. Hoặc là chúng ta cứ đau ốm bệnh hoạn hoài tu được không? Cũng được nữa, nhưng mà nó chậm tiến. Không có gì bằng chúng ta đầy đủ sức khỏe đâu. Cho nên phước là một cái nền tảng mà chúng ta giờ này hiểu được điều này, mình phải cần gây dựng. Hôm nay chúng ta làm phước là mình muốn kiến tạo mình có một cái người trở nên một người hữu phước. Giờ này còn kịp. Tôi ví dụ như giờ này chúng ta làm ở đây thì có thể là vài ngày sau, vài năm sau, vài tháng sau chúng ta hưởng còn kịp. Khi mình biết được cái vấn đề này, giả sử hiện tại chúng ta đang khổ khắc, đang trả nghiệp vì trước đây chúng ta làm ác, thì đương nhiên chúng ta phải trả rồi. Và đồng thời biết được mình đang trả nghiệp, mình đã kiếp trước làm ác, thì tại sao giờ này chúng ta không làm thiện, không làm phước, để rồi ngày mai ngày mốt nè, ở tương lai mình nè. Mà xin thưa rằng tương lai này không xa. Trước đây thì có thể đợi 5 kiếp, 3 kiếp, 10 kiếp mà đồng đạo. Nhưng mà giờ này thì tôi nghĩ không xa. Tại sao không xa? Bởi thầy dạy rất rõ là đời xưa quả báo thì chạy, đời nay quả báo một giây nhãn tiền, chúng ta làm lành làm dữ thì có báo ứng ngay sau đó. Rất rõ ràng. Cho nên giờ này chúng ta làm thiện có rất là nhiều cái điều lợi, và đây là một cái nền tảng. Thì đó là cánh thứ nhất. Rồi song song với cánh thứ nhất này, ngoài phước ra như chúng ta bàn nãy giờ thì huệ, gọi đủ là trí huệ hay gọi là trí tệ, là một yếu tố không thể thiếu. Như vậy thì người tu đạo Phật giáo hòa hảo muốn được có cánh
muốn nhà mình có cánh thì giờ này đồng đạo chúng ta làm phước là một mặt, mặt khác chúng ta phải giữ giới luật, chúng ta phải niệm Phật. Đây là hai yếu tố song hành với nhau, chúng ta phải thể hiện cùng một lúc, quý vị à. Cho nên mặt ngoài thì chúng ta làm từ thiện giúp đời, chúng ta cần kiệm sốt sắng lo làm ăn để được có tiền, và chúng ta lấy tiền đó lo tròn cha mẹ nhi thế, và dư hơn nữa thì chúng ta giúp đời. Thì đó là một mặt. Mặt khác thì trong mọi tư tưởng chúng ta, trong mọi việc làm chúng ta, thì mình phải sử dụng một cái công thức tiếp theo là giới định huệ. Chúng ta phải kiên trì giữ giới luật mà Đức Thầy đã dạy, là gìn giới cấm sửa tâm ô tạp, hay hoặc là chia cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật nghe kính trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật để chờ. Như vậy thì chúng ta phải giữ gìn giới luật để tâm sanh định, để trí huệ phát khai. Cho nên cái vấn đề giữ giới mà để sanh huệ thì xin thưa là rất là khó. Và cái là chúng ta tu thiền cũng sanh huệ, nhưng mà nếu nói đến giữ giới thì có thể là làm được, khó mà làm được. Còn nếu nói mà tu thiền trong thời kỳ này để sanh trí huệ thì đây là một chuyện cực kỳ khó, không phải là giới. Bởi vì chúng ta đang sống trong thời kỳ mạt pháp, trong cái thời kỳ này mà chúng ta tư duy đó, suy gẫm chân lý để tìm được trí tuệ thì xin thưa rất là khó. Nhưng may mắn một điều là hôm nay chúng ta nương theo trí huệ của Đức Thầy. Ha, Đức Thầy đã có trí huệ rồi, Đức Thầy đã có con thiền trí huệ rồi luôn nữa. Thiền bát nhã ta cầm ta lái, quyết đưa người khỏi bến sông mê. Đức Thầy có đại trí tuệ rồi. Vì vậy cho nên hôm nay chỉ cần chúng ta nương theo đại trí tuệ Đức Thầy thì tôi tin chắc rằng chúng ta mọc cái cánh này rất là mau. Và muốn mau mọc cái cánh này theo là Đức Thầy thì chúng ta phải niệm Phật. Đức Thầy đã đúc kết trong cái đời tu của Ngài, của một cái người đã chứng được thánh quả mà Đức Thầy dạy là tỏ tâm sự của người liễu đạo, một cái người đã chứng đắc về có Phật, Bồng Lai Điên dạy có ngôi Tây Phương Cực Lạc hùng ngồi tòa sen. Đức Thầy chúng ta trở về đây để nhắc nhở ân cần những cái điều này, cho nên chúng ta phải cần học tập ngay Đức Thầy. Mà lại hơn nữa, cái điều hơn nữa, cái sự đúc kết trong cuộc đời tu tập của Đức Thầy, Đức Thầy dựa vào căn cơ trình độ của chúng ta, cuối cùng thì Đức Thầy đưa ra một cái phương pháp niệm Phật. Đây là một con đường tắt trong các con đường tắt, nhất là chúng ta đang bàn trên con đường về có Phật. Thì giờ này chúng ta không thể nào thiếu cái vấn đề mà chúng ta niệm Phật, kính thưa đồng đạo. Cho nên hôm nay chúng ta niệm Phật nó có nhiều điều lợi lắm. Nhưng mà cái điều lợi ở chỗ này là chúng ta niệm Phật mà xin trí tuệ. Niệm Phật có được huệ. Bởi vì huệ nhật chúng ta không hiện bà là do đâu? Là do vọng niệm chúng sanh. Huệ nhật chúng ta không hiện bà là do đâu? Do cái sự ham muốn, cái lòng dục. Chính vì cái lòng dục, chính vì sự ham muốn này mà làm cho huệ nhật chúng ta nó tối. Trong khi đó Đức Thầy đưa ra phương pháp niệm Phật là đặc thù, đã điều chỉnh, là để thắp lên một cái ngọn đèn đạo tâm chúng ta sáng được soi đường. Vì vậy Đức Thầy mới dạy là còn phương pháp niệm Phật là để trừ đi vọng niệm chúng sanh. Vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mới làm chẳng dứt. Vì cái vọng niệm về việc thế trần ấy mà không làm cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che, chân tâm mờ ám. Nên nay hãy thành tâm niệm Phật, thì nếu được một niệm Phật ắt lìa được một niệm chúng sanh. Mà niệm niệm Phật thì lìa được tất cả vọng niệm chúng sanh, cho đến khi nhất tâm bất loạn. Chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được. Kính đồng đạo. Ấy thì đây là chúng ta thấy rõ rõ ràng. Rõ ràng hôm nay chúng ta niệm Phật cái diệu dụng thầy dạy diệt vọng niệm chúng sanh, diệt cái phiền não, diệt lòng ham muốn. Thì khi vọng niệm chúng sanh không còn, phiền não không còn, lòng ham muốn không còn, thì lúc bây giờ còn cái gì? Đó là còn trí huệ. Mà khi còn trí huệ thì sao? Kiếm huệ dứt xong rồi quả báo, lo gì cửa Phật chẳng gian vào. Rất rõ. Như vậy thì khi đến đây, hành giả hoàn toàn, có thể chúng ta dùng một cái khái niệm là hoàn toàn, hoàn toàn có được đôi cánh. Bởi lúc bây giờ phước huệ song tu nè, thì đương nhiên chúng ta đồng đăng biển ngạn. Thì lúc bây giờ mình mới đồng bay về cực lạc một đàng. Lúc bây giờ bay không đi đâu vậy à. Lúc bây giờ chúng ta là đằng văn không đó. Giống như là Đức Thầy là đằng văn đến tỉnh Gò Công đó. Giống như là Đức Thầy dạy cho ông Mười, tức là bức thơ viết cho ông Mười đó. Thường ấy xe tiên thế giáp dài. Như vậy thì khi có phước huệ rồi thì lúc bây giờ chúng ta vẫn bỏ xác nha. Vẫn bỏ xác này. Và đặc biệt khi chúng ta bỏ xác này thì cái phần thần thức chúng ta nó không đọa lạc. Mà lúc giờ thần thức chúng ta sẽ được ra ngoài và sẽ được
Đức Thầy dùng khái niệm là đồng bay về. Chữ đồng là cùng, tức là những cái người cùng tu cùng thực hiện, những cái người mà Đức Thầy đang đặt một cái tư tưởng ước mơ, trong đó có tất cả chúng ta, có tất cả nhân loại là đồng. Đức Thầy luôn luôn muốn tất cả nhân loại đồng về cực lạc, bởi vì đâu đâu bá tánh cũng con lành, thầy giá cho đều khắp chúng sanh. Cho nên chính vì cái mục đích cao cả đó mà hảo nào Đức Thầy mới dạy: phần sĩ tăng tay trống miệng càng, giác thiện tính chấn hưng nền Phật giáo. Nếu chừng nào khai thông đại đạo, đuốc từ bi rọi khắp cả nhân gian, bể trầm luân khô cạn sáu đàn, tăng sĩ mới trở về được thanh tịnh. Rất rõ ràng đúng không? Với một cái sự cao quý đó, sự cao thượng đó, cho nên cuối cùng thì Đức Thầy đặt một cái vấn đề hết sức là căn bản, tức là gần như Ngài muốn tất cả chúng sanh về có Phật thì Ngài mới an vui cực lạc được. Đúng với câu là nếu thế gian còn chúng mê tân thì ta chẳng an vui cực lạc. Kính thưa đồng đạo, vì vậy nên Thầy dùng cái từ là đồng bay về cực lạc, một đàn Thầy muốn cả thế giới này ai cũng được giải thoát hết. Thì đó là cái hạnh nguyện của Bồ Tát, cái hạnh nguyện một vị Phật. Cho nên đây là cái hạnh nguyện Ngài muốn tất cả đều được giải thoát. Nếu như không giải thoát thì Ngài cũng không về cực lạc. Cho nên chúng tôi cũng thường nói, hôm nay chúng ta sống không vì mình thì cũng không sao, nhưng mà chúng ta sống phải vì Thầy, phải vì Phật. Bởi lẽ Đức Thầy dạy là các chư Phật không khi nào rảnh, tâm từ bi vẫn nhớ chúng sanh. Cho nên lúc nào các Ngài cũng muốn chúng ta về với quê xưa kiển cũ cả. Đôi khi ở đây chúng ta mê danh lợi, mê cái giả tạm, mình ở đây luôn à, mình mê đây, nhưng thật chắc là Đức Phật lúc nào cũng muốn chúng ta quay trở về. Cho nên Ngài mới dạy cái pháp quy y để chúng ta quay về nương tựa nơi Phật Pháp Tăng đến đồng đạo. Thì đấy là chúng tôi nói là đồng bay về đó, tất cả không phân biệt, đối đạo Phật không phân biệt. Chỉ cần chúng ta có tu thì đương nhiên chúng ta có chứng đắc, chúng ta có thực hành thì đương nhiên chúng ta có kết quả. Rất rõ ràng. Vì vậy cho nên giờ này mỗi đồng đạo chúng ta đặt trọn niềm tin ở Đức Thầy. Nếu như tất cả chúng ta đều có đôi cánh hồi nãy, đúng như câu là ước trăm họ nhà mình có cánh, vừa nhà mình vừa có cánh, thì đương nhiên chúng ta sẽ đồng bay về cực lạc. Chứ cực lạc là tột vui. Cực lạc gọi đủ là Tây Phương cực lạc. Cực lạc còn gọi là thế giới của Đức Phật A Di Đà, cõi Tây Phương. Còn đây còn gọi là cái cõi, phải nói rõ là cõi lành, cõi an dưỡng quốc, cõi tịnh độ. Cái cõi này phải nói rõ là đến đây là chúng ta sẽ không già không bệnh, hết ngày nào lo. Ở đây thì mình có tám nỗi khổ: sanh lão bệnh tử, mưu cầu bắt đắc, ái biệt ly, quan tăng hội, ưu sầu lo ngại. Nhưng mà khi chúng ta về cực lạc rồi thì xin thưa quý vị, lúc bây giờ chúng ta sẽ có tám cái niềm vui rất gọn. Đến đó chúng ta sẽ không già không bệnh không chết. Đến đó chúng ta không cần tham cầu, bởi vì cuộc y thực muốn chi đủ thứ. Đến đó chúng ta không còn ganh ghét hờn nữa. Đến đó chúng ta gần như không có còn biệt ly cay đắng nữa. Đến đó chúng ta không còn ưu sầu lo ngại nữa. Đến đó chúng ta hưởng cái cảnh sen báo nặc mùi. Đến đó chúng ta sẽ hưởng được cái cảnh ao sen thoát bão, vân vân. Mà Đức Thầy đã dạy là cảnh Tây Thiên báo ngọc đầy lầu. Vì vậy cho nên giờ này khi hiểu được cái khái niệm về từ cực lạc là tột vui, cho nên tất cả chúng ta phải hướng về đó. Mà Đức Thầy dùng cái từ một đàn là tất cả đâu. Một đàn là đông lắm á, nhiều lắm á đồng đạo. Tôi mà đọc cái từ một đàn này tôi mừng lắm, bởi vì sau này người đắc đạo vô số mà. Bởi vì chúng ta sống trong cái thời kỳ, phải nói rõ, thời kỳ đại ân xá. Lực tu hành bây giờ này không có khó như xưa nữa. Chỉ cần có tu là có đắc thôi, có niệm Phật là có được vãng sanh thôi. Chủ chỉ cần chúng ta niệm Phật giữ giới làm lành là chúng ta được sanh về cực lạc. Vì vậy cho nên Thầy dùng cái từ một đàn ở đây là quý vị thấy rõ đó, không giới hạn. Cho nên Đức Thầy mới cho biết là ta bây giờ tu niệm thầm thường sao danh thể sẽ hương khắp chốn nè. Chúng ta tu thấy nó đơn giản lắm, nhưng mà khi quả vị chứng đắc thì rất là cao, rất là đông à. Cho nên thì chúng ta phải cố gắng. Như vậy thì trở lại hai câu giảng này: ước trăm họ nhà mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàn. Mà trước đó Thầy dạy là giàu cho nay xa cách sở thời, sao Thầy tớ gặp nhau Phật cảnh. Mà ta là ước trăm họ nhà mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàn. Thì đây là hai câu mà Đức Thầy viết trong một hoàn cảnh khó khăn của bà Sa Đéc. Đức Thầy những ngày đầu khai đạo này, Đức Thầy tiên tri rằng dầu rằng hoàn cảnh nó khó, dầu rằng giờ này giữa Thầy và tớ xa nhau giống như sợi với tờ vậy đó, nhưng mà phận ai nấy giữ. Tôi và quý vị cũng đâu gần nhau đâu, rất là xa nhau, nhất là thế giới Thầy mình.
Nhưng mà chỉ cần giờ này chúng ta gọi có từ phương ngữ là phận ai nấy giữ, bổn phận ai nấy lo, thì tôi tin chắc rằng với cái hạnh nguyện của Đức Thầy, với một vị vật Phật, với một cái hạnh nguyện đó thì nhất định sẽ đạt được, gọi là được một cái sở nguyện. Tất nhiên là cái nguyện của Đức Thầy sẽ đạt được kết quả, với một điều kiện là chúng ta phải ráng tu. Cho nên hai câu giảng này nói lên được cái sự đoàn tụ giữa thầy và trò trong cái ngày cuối cùng ở Tây Phương Cực Lạc. Chẳng những một mình tôi, một mình quý vị, mà tất cả chúng ta, nếu ai thực hiện đúng là Đức Thầy, thì đến cái ngày cuối cùng này tất cả chúng ta sẽ gặp được thầy, gặp được Phật, để chúng ta chung hưởng. Kính thưa đồng đạo, vì vậy cho nên giờ này hai câu giảng này, yếu tố quan trọng nhất là chúng ta phải hành đạo. Chúng ta phải làm sao cho mình đừng nặng nề nữa, loại bỏ hết phiền não về vật chất, về danh, về lợi, về tình. Và đồng thời tất cả chúng ta phải phát huy cái bản năng sẵn có chính mình, đó là chúng ta phải tu phước, phải tu huệ. Cái người có tiền thì làm nhiều, cái người không tiền thì làm ít. Mà cái người không có tiền nữa thì chúng ta cúng lại, ăn chay niệm Phật cũng sanh phước. Tất cả chúng ta cũng làm được cả. Còn huệ là do chúng ta tu tập rồi, không cần đến vật chất rồi. Còn mà nếu nói về làm phước thì giàu không có tiền nhưng chúng ta vẫn làm được. Cái công năng ăn chay, cái công phu hành đạo chúng ta hàng ngày, công phu ăn chay, công phu cúng lại, công phu niệm Phật thì chúng ta vẫn được phước đức. Cho nên một cái pháp môn mà chúng ta làm ở đây nó vừa có phước, nó vừa có huệ. Vì biết pháp môn gì không? Đó là pháp môn tịnh độ quý vị à. Nó đặc biệt. Bởi vì chúng ta niệm Phật hôm nay nó vừa sanh vô lượng phước đức, mà nó vừa sanh trí tuệ. Trí tuệ thì mình bàn nãy rồi. Còn phước đức là đâu? Thì Đức Thầy dạy là cứu khổ nam mô vô lượng phước nè. Trong cái bài là tính bản trần gian mà chúng tôi đã trình bày cái đoạn này rồi. Thì rõ ràng hôm nay nhờ niệm Phật mà chúng ta có phước. Vì vậy cho nên là đây là một pháp môn cứu cánh. Trong thời buổi sau cùng này, phước huệ đều có trong 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa đồng đạo, mà Đức Thầy dạy là môn tịnh độ là phương cứu cánh nè. Ráng phụng hành cái phụ Phật xưa đúng không? Hồi đó giờ chúng ta chỉ nghĩ là niệm Phật là được Phật rước, được có huệ. Nhưng mà giờ này khi tìm hiểu đây mình mới khẳng định lại, hôm nay chúng ta niệm Phật ngoài được huệ ra thì chúng ta còn có phước. Cái điều ưu việt nhất, cái điều ưu việt nhất để Đức Phật rước chúng ta. Chính vì vậy Đức Thầy mới khẳng định ở một điều là đồng bay về Cực Lạc một đàn như chúng ta trình bày. Cho nên từ đó chúng tôi mới khẳng định rằng giờ này đồng đạo tinh chuyên niệm Phật làm lành đi thì tất cả chúng ta sẽ được về với Phật, về với Thầy. Đúng với câu mà Thầy dạy là về Cực Lạc thảnh thơi an dưỡng, ấy là ngày ban thưởng công tu. Kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái sự trình bày của hai câu giảng này. Thì cũng hết sức là kính cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Thì trong quá trình trao đổi chắc không sao tránh khỏi những sơ sót. Rất mong quý vị niệm tình lượng thứ và bổ khuyết thêm. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng xin cầu chúc tất cả đồng đạo chúng ta đều được phước huệ song tu, đồng đăng biển ngạn bằng một phương pháp dễ thực hành. Đó là ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.